Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn mỗi cán bộ y tế hãy luôn là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật, mà còn để lại những tình cảm ấm áp, những suy ngẫm tốt đẹp về tình người, về đạo lý, nhân sinh. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và 32 thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ lương y như từ mẫu, 65 năm qua, đội ngũ thầy thuốc của tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng trau dồi về y đức, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu về lĩnh vực y tế theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 21 đều được thực hiện vượt, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, tăng cường và ngày càng hoàn thiện hơn. Hệ thống các bệnh viện được thành lập và phát triển, trong đó có các bệnh viện chuyên khoa đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thiết bị y tế ở hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện được đầu tư, trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh. Đội ngũ thầy thuốc không ngừng phát triển và lớn mạnh. Tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ người bệnh của thầy thuốc được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhiều đề tài sáng kiến đã được nghiên cứu, áp dụng. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật phức tạp mà trước kia chỉ thực hiện ở tuyến trung ương đã được triển khai ngay tại các bệnh viện trên địa bàn. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Trong nhiều năm qua, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong những ngày vừa qua, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, khó lường, ngành y tế đã tích cực chủ động, khẩn trương kịp thời tham mưu, chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả. Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đại diện các thầy thuốc tiêu biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, sự trăn trở trong quá trình công tác, làm nghề, đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách, môi trường làm việc, để đội ngũ y bác sĩ yên tâm, gắn bó, nhiệt huyết với nghề. Khẳng định sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành và toàn xã hội trong những năm qua là nguồn động viên tạo động lực để các thế hệ thầy thuốc Ninh Bình không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, y đức, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã trao huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà lưu niệm, ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh biểu dương những nỗ lực cống hiến to lớn của ngành y tế, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ những thầy thuốc tiêu biểu nói riêng, cán bộ ngành y tế Ninh Bình nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đồng chí nhấn mạnh, nghề y là một nghề đặc biệt và cao quý, nhưng cũng đòi hỏi sự hy sinh tận tụy. Cả xã hội trân trọng, tri ân và mong muốn các thầy thuốc xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của toàn xã hội. Nhiệm vụ của ngành y tế của chúng ta là hết sức nặng nề. Bên cạnh việc củng cố hoàn thiện hệ thống, vừa phát triển y tế chuyên sâu, vừa tăng cường y tế cơ sở, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, gắn với phát triển y tế toàn dân, giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh. Ngành y tế tiếp tục phát huy hiệu quả việc phối hợp liên ngành, đa ngành trong chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong phát triển y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Truyền thông để người dân biết tự bảo vệ mình trước những yếu tố tác động có hại đến sức khỏe, tiếp tục tôn vinh những thầy thuốc tận tình với công việc với người bệnh, thông tin cho người dân biết những kỹ thuật y tế đã thực hiện thành công, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, cương quyết loại bỏ những cán bộ y tế biến chất, thiếu trách nhiệm. Mỗi cán bộ y tế hãy luôn là một tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng những tình cảm ấm áp, những kỷ niệm không quên, những suy ngẫm tốt đẹp về
tình người, về đạo lý nhân sinh, để mọi nơi, mọi lúc khi nghe thấy danh bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, thấy bóng áo và lũ trắng là thấy hiện thân của tri thức, của danh dự, của nhân cách như tinh thần, của lời thề khi vô cát như lời của Hải Thượng Lãn Ông, nghề thuốc là nghề thanh cao. Người thầy thuốc phải tự tu dưỡng với 8 chữ răn mình, nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần. Như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy, phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch, phải dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu. Đây cũng chính là sự kỳ vọng với niềm tin và cũng là lời chúc với tình cảm quý trọng xin được gửi tới các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí, trước những diễn biến hết sức phức tạp về tình hình dịch bệnh và quy mô bệnh tật của một thế giới biến động bởi sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu cũng như sự tác động ở mặt trái của nền kinh tế thị trường và kinh tế số. Để thực hiện tốt yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, trong thời gian tới, tôi mong muốn và trân trọng đề nghị các đồng chí, những tấm gương tiêu biểu trong ngành y tế của tỉnh, cả về chuyên môn, về y đức, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý y tế, tiếp tục nghiên cứu, tham gia cùng toàn ngành y tế và cấp ủy chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế.